Khoảng độ năm 2004 lẻ năm gì đấy, tôi không nhớ rõ lắm. Tôi có quen một cô em, cô sang đây thời gian khá lâu, khi đó mới về phép. Thì quà tặng của cô bé bảo mang về Việt Nam mang cái gì? Cô bé mua một sự tích lũy một vali quần áo cũ mang về Việt Nam để làm quà. Tự nhiên tôi bảo trời đất ơi, thời buổi này em còn mang cái này về, bây giờ ở Việt Nam nó đâu phải đói nghèo như cái thời anh em mình đi đâu. Anh về ở Việt Nam đời sống bây giờ chưa giàu nhưng mà cái miếng ăn cái mặc bây giờ nó không phải là vấn đề lớn nữa, quần áo muốn mua lúc nào cũng có, không phải là hàng xịn những cái hàng Gucci hay là những cái gì hàng trăm đô ngàn đô thì không có, nhưng mà quần áo bình thường ăn mặc để có bộ quần áo mới nó không phải là vấn đề gì cả. Thì cô bé mới bảo là em đọc tin tức trên mạng thấy suốt ngày là ở Việt Nam là đói nghèo rồi cứu trợ cứu tế cứu bần rồi này nó khác kia mang về, mà nhà cô bé là ở Hà Nội nha, chứ không phải là ở quê đấy. Thế nhưng mà khi mà về tới nhà thì mọi người trong nhà cười, cô bé kể lại là trong nhà cười vào bây giờ mà còn mang cái này về, như cái này phải thập niên 1970 1980 mới được, chứ bây giờ ở quê người ta cũng không cần đến cái mức độ như vậy, chứ đừng nói Hà Nội, ở quê cho cũng phải chọn nhà chứ không phải nhà nào người ta cũng lấy đâu. Đấy. Bởi vì cái ăn cái mặc nó quá quá đỗi bình thường rồi, nó không phải là vấn đề gì cả. Tôi đưa ra một ví dụ như vậy để nói với các bạn rằng đôi khi có những người chống cộng rồi lên mạng hô hào này nọ khác kia thì thực sự ra là họ không hiểu biết, chứ không phải là không phải là cái bởi vì sao, bởi vì rất nhiều người là trong gia đình là có người tham gia cách mạng, bố mẹ là đảng viên này nọ khác kia làm chức cao, nhưng mà họ vẫn hô hào chống. Tất nhiên cái bọn lưu vong không nói, bọn đấy không đáng nói, phải không? Bởi vì bây giờ tôi phân tích là những cái người mà ra đi thời Đông Âu như chúng tôi mà tại sao lại quay sang là chống cộng nói xấu chế độ này nọ khác kia đấy, còn cái đối tượng kia tôi phân tích sau. Thì bây giờ cái đối tượng này á, tức là những người ra đi từ thập niên 70 80 thế kỷ trước, họ chống bởi vì họ không biết, họ không hiểu. Các bạn nên nhớ này, hôm trước tôi về tôi có nói chuyện với mấy người và họ cũng bảo, tôi nói là người Việt ở bên này á biết ngoại ngữ rất ít, biết tiếng Đức rất ít. Nó thật sự với các bạn, nói điều đấy ra không ai tin cả. Nhưng thực tế tôi là người hai mươi mấy năm về trước đã đi dịch cho tất cả mọi người ở cái vùng này, ai cũng biết tôi. Từ nạo thai ra đến cảnh sát, ra đến tòa án, rồi là kể cả xin lỗi các bạn là lúc bây giờ tôi là chàng thanh niên ngoài 20 tuổi, bạn gái chưa có chứ đừng nói vợ. Và tôi cũng đi dịch khám phụ khoa rồi tất cả các kiểu luôn, mà buồn cười lắm các bạn. Đến lúc bây giờ vào lắm từ tôi chả biết tiếng Việt, nó là cái cuộc khỉ gì mà dịch cả, nó khổ, nó mặt thì đỏ phừng phừng là vì xấu hổ, có biết cái gì đâu, thấy không, ngượng ngượng nữa đấy. Thì tôi đi hết, thế tôi biết người Việt cái thế hệ đấy sang đây nói hơi quá, người người giỏi thì rất nhiều, đi du học rồi những người có năng khiếu học rất là cao, nhưng mà thế này này những cái người mà đi học nghề học đại học thì bắt buộc phải biết tiếng, bắt buộc phải học tiếng, nhưng mà những cái người mà sang lao động họ xác định là ngày xưa lao động chỉ có 2 năm là về thôi, 2 năm là về. Ai cũng bảo sang đây làm 2 năm học tiếng làm gì, bởi vì học tiếng các bạn phải biết mất ít nhất là 6 tháng 1 năm. Những người học như bọn tôi bị nhồi nhét là 6 tháng sau vào trường phải đủ trình độ nghe cô giáo giảng trên lớp. Còn nếu mà người lao động hay là những cái người khác học phải mất 1 năm học tiếng. Trong khi đó đi lao động được có 2 năm, mất 1 năm học tiếng thì làm cái gì nữa? Thôi cắm đầu vào mà làm đi, vào cậu nhà máy có phải làm gì đâu.
Ví dụ bà xã tôi ngày trước làm trong Yanafarm, nhà máy dược, vào làm cứ theo quy trình, nó làm tự động hết theo quy trình nó mà làm. Hay mấy ông sang làm trong dây chuyền nhà máy, cả ngày bắn coi như là mỗi bốn cái bánh, mỗi cái bánh là bốn con ốc, cứ cầm cái máy máy hơi xịt hơi này cắm ốc vào, xoẹt 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 xoẹt, người rung là lúc về nhà trêu nhau bảo ông này ông ít nữa ôm vợ cứ giật 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 như này đấy. Thì thực tế là thế, họ làm họ chỉ có 2 năm là họ về, cho nên họ không có xác định là muốn học hành cái gì cả đấy. Thế khi mà họ ở lại thì nói thật sự các bạn, nếu như các bạn mà đã đến nơi nào đấy, đến đất nước nào đấy, bạn học ngay từ đầu tiên, những ngày đầu tiên học rất dễ bạn. Nhưng nếu mà các bạn đã để sau 2, 3 năm, 4, 5, 5 năm trở lên, các bạn không học nổi đâu. Nhất là khi có vợ, con, chồng, có chồng, con, gia đình rồi, không học được đâu. Không có thời gian mà học đâu. Bây giờ học nào, tháng này lấy gì tiền, trả đi tiền điện, cắm đầu vào làm từ sáng đến đêm. Không có thời gian đâu. Thế cho nên cái số lượng người biết tiếng, nói như ở Đức đây, số lượng người biết tiếng Đức ở Đức đây rất rất là thấp. Tức là biết cho đến bây giờ có những người 20 năm, 30 năm, nhưng mà họ biết ở cái mức độ gọi là chào hỏi. Khách Tây vào hết 30 euro, euro thì bảo biết là nói được cái câu là tài xịt ôi hồ, 30 euro. Nói được giá tiền, trình độ thế. Nó ở mức độ cái con số đấy, nó ở mức độ khoảng độ khá nhiều đấy, tức là nhiều. Nhưng mà nếu mà nói trình độ để mà đọc báo nghe đài thì nó thật sự các bạn, nó chỉ ở mức khoảng độ 5%, à 5 phần nghìn, chứ không nói 5%, 5 phần nghìn, vô cùng thấp. Để hiểu trên tivi này cũng vậy, rất thấp, nó rất thấp. Đại đa số là gì, bởi vì sao họ làm việc, người Việt sang đây là gì, mấy ông vào trong quán xá nấu ăn thì cũng chỉ biết là như vậy, là cần biết tính tiền thôi. Còn một số khác, ví dụ như ở chợ, những chợ người Việt thì họ cần gì biết tiếng, làm ăn với người Việt hết mà cần gì biết tiếng, thế nên họ không cần biết tiếng họ vẫn có thể làm ăn được đấy. Cái số làm neo bên này tôi tiếp xúc với người Tây rất nhiều, họ nói là đi nhiều tiệm chỗ này chỗ kia mà người làm trong đấy không biết cái gì cả. Đấy. Cái lớp già cũng vậy, và cái lớp trẻ bây giờ đang tuổi hai mấy mới sang đi vào làm cái nghề móng móng tay đấy cũng vậy, không biết tiếng. Họ nói cái ý ra muốn giải thích họ không hiểu, không nói được, cứ biết là như vậy, là chỉ biết vuông tròn, nó muốn cái form nó làm như vậy, là khách nó giải thích là không hiểu đấy. Chính vì cái không hiểu tiếng đấy nó là rào cản ngôn ngữ, hiểu không? Để tiếp cận, để đánh giá những cái gì ở sở tại, và ngay cả về cái công nghệ thông tin, nhiều ông bà biết gì đâu, con cái nó lớn lên nó chỉ cho mà xem, hiểu không? Mà đi mua cái máy tính có khi là nó mua về cho để mà dùng, chứ để các ông đi mua các ông chả biết cái gì mà mua cả. Nối mạng các thứ mà tự dưng cái dây mạng nó tuột ra không có mạng là chị lại con cái nó vào làm hết, hiểu không? Bây giờ con cái lớn nó là như thế. Thế thì họ không hiểu, họ không biết. Cái kiến thức về Việt Nam của họ đã dừng lại từ những thời kỳ họ ra đi rồi, họ không biết được đấy. Thế đồng thời là lên mạng ở bên này thì xin thưa các bạn là họ cứ chỉ vào mấy cái trang bên này, mạng nó phổ cập lắm, những cái trang mạng chống cộng các thứ, nó các ông truyền tay nhau cứ vào những cái trang đấy. Thì bây giờ một cái bãi rác, mà nó bãi rác thì bạn không thể chờ đợi gì, trong đấy có một trong cái bãi rác người ta lại để cái căn hộ cao cấp vào đấy được. Bạn muốn thuê căn hộ cao cấp phải ra ngoài, vào bãi rác thì bạn chỉ thấy các chất thải trong đấy thôi. Họ đọc tất cả trong đấy, nào Việt Nam đói nghèo, nào mất mùa, nào là cứu tế cứu bần, nào là trẻ con không có quần áo đến mặc, rồi là quan này tham nhũng, đằng kia cảnh sát giao thông ăn chặn, tất cả kiến thức của họ chỉ có thế. Thế cho nên họ hình dung qua một cái
họ nhìn Việt Nam qua một cái lăng kính màu đen, cho nên đối với họ màu đen tất, họ có hiểu đâu. Đấy, chính vì thế cho nên họ lên mạng nhiều một số thôi, tất nhiên nói các bạn là phải nói rõ là họ là thiểu số thôi, lên mạng đau to bố lớn vậy thôi, chứ bạn nhìn đi nhìn lại nó chỉ là vài cái tên thôi, mà tên nhiều khi của một người lập ra hàng chục tin giả, thấy không? Chả ai đánh thuế được cả, mà các ông cứ lập tên giả ra, các ông đi dùm bèm thế thôi, quanh đi còn lại chỉ có một thôi. Giống như trong trên mạng xã hội họ chửi tôi đấy, chửi dùm bèm tôi đủ các kiểu, quanh đi còn lại vẫn cái một thanh niên đấy, làm gì có ai. Nên đấy là cái nguyên do mà một số những cái người đi lao động hay là học tập ngày xưa họ quay về họ chửi chế độ, chửi chính cụ Hồ. Mà ngay cả những bạn thân của tôi, không phải bạn thân, bạn cùng học với tôi, họ cũng có những người như vậy. Chẳng hạn ngay cách nhà tôi mấy chục cây thôi, đấy, cũng có anh bạn như vậy, người Thái Bình. Xin thưa cái anh chàng đấy học là dốt nhất trường, tôi cho nên rất ngại quan hệ với bọn tôi. Hỏi biết tôi là ai, top 100 thằng tôi đứng thứ 3, nhưng mà họ biết cái gì đâu, biết tiếng gì đâu. Nhưng mà bây giờ cứ mở miệng ra là chống cộng, mở miệng ra là chửi cụ Hồ, mở miệng ra thế nọ thế kia. Tôi nói ở đây ra để nói các bạn biết là sở dĩ một số đối tượng họ chống phá là vì vậy. Họ không biết tiếng sở tại, họ không có trình độ, họ bị nhồi nhét vào đầu đọc ba cái báo chống cộng rẻ tiền. Bởi vì ngày xưa đến bây giờ bên này cứ mở ra là những cái forum, những cái gì đấy toàn là một đám chống cộng, nó đưa những tin. Tôi nói các bạn vào trong những cái hang ổ đấy mà các bạn cho cái tin gì mà kinh tế chỗ này phát triển, chỗ kia khá giả, nó xóa ngay, nó chặn ngay, nó xóa bản tin của bạn và nó chặn ngay nick của bạn, bạn không thể vào được nữa. Đấy, thực tế cho nên đấy là lý do mà một số người lao động ngày xưa họ hoặc là sang học nghề là gì đấy, họ quay lưng lại chống phá là vì thế nhá. Thì còn cái đối tượng mà tôi đề cập lúc ban đầu, tức là những cái đối tượng thuyền nhân hay là cái gì đấy, tại sao họ chống phá, thì tôi sẽ đề cập đến video sau.